Xu thế được nhiều doanh nghiệp trên thế giới hiện nay lựa chọn là quản lý cơ sở dữ liệu tài chính trên nền tảng điện toán đám mây. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp vẫn tỏ ra e dè với xu hướng này vì vấn đề bảo mật. Tuy vậy, cũng đã có một số doanh nghiệp vừa và nhỏ đã lựa chọn giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp trực tuyến, bao gồm quản lý bán hàng, dịch vụ kế toán. Giải pháp này giúp doanh nghiệp có thể quản lý một cơ sở dữ liệu duy nhất dùng chung cho tất cả các khách hàng của mình. Hiện tại, giải pháp này được cung cấp bởi công ty cổ phần hệ thống 1VS, sản phẩm đạt giải Sao Khuê năm 2015. Sở hữu hơn 10 đại lý phân phối hàng thời trang cho nhân viên văn phòng, hệ thống cửa hàng này sớm tìm đến giải pháp bán lẻ 1C, quản lý qua môi trường Internet để thuận tiện trong giám sát. Với giải pháp này, người quản lý chỉ việc ngồi tại một cửa hàng mà có thể nắm bắt đầy đủ thông tin của cả hệ thống, như số lượng bán ra, nhập vào, số lượng tiêu thụ, mẫu mã nào bán chạy. Toàn bộ công việc đấy nó được tự động hóa rất là nhiều, tiết kiệm về số lượng nhân sự, cũng như là cung cấp những các cái tiện ích thuận lợi nhanh cho người sử dụng. Phần mềm 1C phiên bản online sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu multi-tenancy. Theo đó, mỗi khách hàng được cung cấp một vùng dữ liệu và chỉ khách hàng đó mới có thể truy cập vào vùng dữ liệu này. Như vậy, nhà cung cấp giảm được nhân lực và thời gian để bảo trì dịch vụ trên đám mây và đảm bảo tính ổn định của dịch vụ cho khách hàng. Chẳng hạn khi có bản nâng cấp về chính sách thuế mới cho phần mềm kế toán, nhà cung cấp chỉ cần cập nhật trên một dữ liệu tổng thể. Ngay lập tức, tất cả mọi vùng dữ liệu riêng của từng khách hàng được cập nhật tính năng mới. Nếu mà chúng ta chạy phần mềm online, cung cấp phần mềm online thì chúng ta sẽ dùng là một dữ liệu cho từng khách hàng. Còn cái đám mây của 1C nó sử dụng cơ chế nó chia tách dữ liệu, tức là một dữ liệu chúng ta sẽ tách ra thành nhiều vùng cho nhiều khách hàng, và nó có cái đặc điểm là khi mà chúng ta cập nhật hay là tiến hành và vận hành hệ thống thì nó sẽ tối ưu rất nhiều cho nhà cung cấp, giảm thiểu thời gian và chi phí để phục vụ. Hiện giải pháp đám mây 1C có thể cho phép các ứng dụng chạy trên tất cả các trình duyệt phổ biến hiện nay như Firefox, Google Chrome, Safari.